Tối ngày 12 tháng 12, Đại tá Trần Đình Hải, giám thị trại giam Tống Lê Chân, cho hay đang phối hợp công an tỉnh Bình Phước và các đồn biên phòng truy bắt hai phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam. Hai phạm nhân trốn trại là Vũ Văn Mạnh, 23 tuổi, ngụ huyện Lộc Ninh, Bình Phước và Nguyễn Minh Cảnh, 24 tuổi, quê Sóc Trăng, trú tại huyện Lộc Ninh. Trong đó, Mạnh đang thụ án 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, Cảnh đang thụ án 2 năm 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và vận chuyển hàng cấm. Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, khi đang làm việc tại đội 4, khu lao động dạy nghề trại giam Tống Lê Chân thì Mạnh và Cảnh rủ nhau bỏ trốn. Khi ra ngoài, cả hai đã trộm xe máy màu đỏ của một công nhân đang làm đường gần trại giam rồi chở nhau bỏ trốn về phía huyện Lộc Ninh. Sau khi vụ việc xảy ra, trại giam Tống Lê Chân đã ban hành quyết định truy nã đối với Vũ Văn Mạnh và Nguyễn Minh Cảnh. Theo Đại tá Trần Đình Hải, hiện hai phạm nhân đã trốn về huyện Lộc Ninh, các lực lượng công an đang tích cực vây bắt. Trại giam Tống Lê Chân đóng chân trên địa bàn xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng, C10, Bộ Công an.